Chúng ta cùng xem cô gái làm trò trêu mọi người nha. Nhét bông vào áo lót, mặc một chiếc đầm bó sát vào. Trông cô như có tới hai bộ ngực vậy. Ai nhìn thế cũng đều hoang mang hết. Để xem phản ứng anh chàng này ra sao. Hết cả hồn. Người ta không phải người ngoài hành tinh đâu. Có đĩa thức ăn mà giấy kiếm thế. Cô ta biết ảo thuật à. Chúng ta nên biết chia sẻ cho nhau. Thật dễ thương làm sao. Dùng băng cá nhân dán lên tay để làm tay thỏ dễ thương. Cô gái này đang thích tự sướng. Bạn cô ta xuất hiện từ phía sau. Bà con dán trên đầu. Mà cô ta sợ dán nhất trên đời. Dán lông dán vào kẹp tóc là xong. Dạo này các cô gái hay mang giày trắng và đội mũ. Và cô gái này cũng thế. Vậy là chúng ta có một vụ đụng hàng lớn rồi đây. Bạn muốn có một sự khác biệt rõ ràng ư? Và điều đó đã thành sự thật. Thậm chí nón và giày cô ta còn nổi bật hơn. Bằng cách tấm vải caro ra hai mảnh hình chữ hiền để dán vào vành nón nhé. Dán viền nón lại cho chỉnh chu bạn nhé. Dán mảnh còn lại để che vải thừa là xong rồi. Bạn dán kín miệng đôi giày lại. Sau đó dùng sơn phun vào nước. Nhúng giày nhẹ vào lớp sơn phun ấy. Khi bạn tháo hết lớp băng keo ra thì sẽ có bất ngờ đó. Giày và nón thật là hoàn hảo. Chao ôi, đôi giày dễ thương quá đi mất. Bật mí cách làm đây các bạn gái. Dùng bút lông vẽ con vật gì mà bạn thích. Ví dụ cô này tuổi Tý nên vẽ con chuột. Khi đi giày có dây cột thì cần để ý dây giày nhé. Ví dụ cô gái này bị vấp dây giày và ngã. Bạn hãy theo dõi cách cô ta xử lý nha. Rút gọn và đẹp. Đối với dây giày quá dài, bạn hãy chú ý cách cô ta làm nha. Nó không quá khó đúng không? Phần dây dư, bạn cuộn lại và cho vào phía bên trong nhé. Nhà tắm không có móc treo đồ tính sao đây? Lúc này bạn cần sáng tạo rồi. Các khủng long đồ chơi ra. Dán nó lên tấm gỗ. Bạn đã có móc treo đồ trên tường rồi. Có những thứ đơn giản lắm, bạn thử xem nha. Nhìn những bộ nữ trang mà bắt thèm. Nhưng sao mà đắt thế nhỉ? Thế tại sao bạn không tự tạo trang sức cho mình? Cùng xem hướng dẫn nha!
sơn màu cho món đồ chơi nhỏ này. Gắn vào một sợi dây chuyền nhé. Bạn đã tạo được phong cách riêng rồi đấy. Bạn phun sơn đen lên đôi giày trắng. Tiếp theo dùng sơn vải sơn lên viền giày. Dán khóa bấm vào dây đi băng. Chúng ta có thể khóa như thế này. Tiếp theo bạn dán các mối nối lại như hướng dẫn. Rồi dán lên chiếc giày. Khi mang đôi giày vào, bạn thấy tự tin không? Rất tự tin khoe sắc, bạn sẽ nổi bật giữa đám đông. Một chiếc túi độc đáo đúng không nào? Bạn dán giấy kim tuyến lên hộp gỗ. Bạn có thể bỏ dụng cụ trang điểm vào. Dán dây ngọc trai vào là có thể đeo được. Sự sáng tạo của cô gái giúp cô có túi xách ấn tượng. Bạn có bao giờ nghĩ ra ý tưởng gì với những que kem này? Chúng ta hãy xem cô gái này chia sẻ một ý tưởng nhé. Đun nóng que kem để làm nệm gỗ. Bạn uống công chúng bằng ly nước khi chúng còn nóng nhé. Sau khi lấy ra thì kem đã có độ cong rồi. Dán vải màu vào que kem bằng keo mút phốt ghi. Và đây là những vòng tay ấn tượng được làm bằng que kem. Một ý tưởng hay phải không nào? Có vấn đề gì với đôi giày cao gót này sao? Nó không phù hợp với chiếc váy bạn đang mặc. Bạn mặc quần bó đen vào đôi giày. Cắt bỏ đi quần bó ở phần đế giày và phần gót. Nhờ sự sáng tạo mà cô gái đẹp lên trông thấy. Bạn cột vải màu vào dải tóc xoắn ốc. Dán lên guốc như hướng dẫn. Đôi chân được làm cho thật nổi bật phải không nào? Các bạn cũng thử làm như vậy nhé. Chiếc vòng cổ thật nổi bật. Bạn có thể tự tay tạo ra nó đó. Thử xem nha. Bạn dùng keo nóng cho giữa ba kẹp giấy. Cho kim tuyến vào chỗ keo ấy. Và đây, bạn có đôi bông tai hơn cả mong đợi. Là con gái thật tuyệt. Các bạn có thấy họ nấu nướng và ăn uống thỏa thích không? Cùng tìm hiểu chuyện gì xảy ra trước đó 30 phút nha. Thì ra cả nhóm bạn kéo nhau đi cắm trại. Họ để sẵn thức ăn sống vào trong gầm máy xe hơi. Cả nhóm đã chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị lên đường thôi nào. Đừng quên bỏ nước ngọt vào hộp lạnh của xe nhé. Và cuộc hành trình bắt đầu. Họ đi qua rất nhiều con đường xinh đẹp,
họ cùng nhau trò chuyện vui đùa khi đi. Và họ sẽ dừng chân tại nơi có phong cảnh hữu tình này. Nhét ống sắt vào trong bô xe hơi, dùng giấy bạc quấn quanh ống sắt. Bạn biết không, giấy bạc sẽ nóng lên và chúng ta có thể nướng cá mực trên giấy này. Việc của cô ta chỉ là thêm gia vị cho cá và mực thôi. Tiếp đến là tạo hơi nóng để hấp hải sản. Chúng ta sẽ dựa vào sức nóng động cơ máy xe hơi nha. Bạn thấy đó, hương thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa ra rồi. Nồi lẩu đã xong xuôi. Bạn muốn làm nát tỏi ư? Dễ thôi, dùng giấy bạc gói lại và để dưới bánh xe. Cán qua vài lần là tỏi nát ngay. Chảo đã nóng và bạn có thể sử dụng được rồi. Chúng ta sẽ làm món nước sốt tỏi, ớt cho món hải sản nhé. Giờ là khâu sắp xếp thức ăn ra mâm. Bạn chỉ cần nhìn thôi là cơn thèm ăn đã trỗi dậy. Tưới nước sốt lên nữa thì nước miếng đã tuôn ra rồi. Hấp dẫn quá. Và họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành. Quả thật nhìn họ ăn mà chúng tôi cũng thèm thuồng lắm đó. Ăn uống mà không có nước ngọt thì hơi nhàm chán. Những lon nước để trong hộp lạnh từ sáng giờ đã mát lạnh rồi. Cạn lon nào. Như bạn thấy đó, nhóm bạn chỉ cần chuẩn bị thức ăn và nước uống. Mọi thứ có thể nhờ vào xe hơi để thực hiện. Buổi cắm trại của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Và quan trọng nhất là tình bạn sẽ được gắn kết dài lâu. Chúc bạn thành công.